Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số là 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/giây. Ở mặt nước, gọi D là đường trung trực của đoạn S1 S2. Trên D, điểm M cách S1 là 10 cm, điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? A 7,8 mm, B 6,8 mm, C 9,8 mm, D 8,8 mm. Chúng ta vào phần lời giải chi tiết. Theo đề bài, ta có hình vẽ. Ta có 3 điểm M1, M2 và điểm M. Hai điểm M1 và M2 gần M nhất dao động cùng pha với M. Thì khi đó ta có S1, M2. S1, M2 sẽ bằng S1, M1 cộng với lambda. Đấy, vì hai điểm M1 và M2 gần M nhất mà dao động cùng pha với M nên chúng ta có như vậy. Thay số tính toán ta được. Mặt khác ta lại có S1, M1 từ đây đến đây thì bằng S1, M trừ lambda. Đấy, thì từ đấy chúng ta sẽ tính bằng 9,5. Hai điểm M và M1 gần M nhất dao động cùng pha với M ứng với M1 bằng MH trừ đi M1H. Thì chúng ta dễ dàng tính toán và thay số ta được bằng 8,8 mm. M2 thì bằng M2H trừ đi MH. Đúng không ạ? Thì chính đoạn này thay số và tính toán hoàn toàn tính ra được bằng 8 mm. Vậy đáp án là A.